Sao nay anh phải chui giúp nhanh trộm gì? Ôi, chú biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bây giờ là 1 giờ trưa, 1 giờ 11 phút này. Nhỏ thôi, người ta biết người ta ra mà oanh chết hai anh em mình đấy. Xin chào toàn thể anh em nhá, mình là Black. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và giới thiệu với anh em một cây Bose Zedek khách mang qua cho shop mình. Sau đó thì là bạn ấy muốn chế một cái kiểu cổ nó hơi độc và lạ một tí. Thì đây là đang trong cái quá trình mà bên mình đang làm cổ cho bạn ấy nhá. Đang trong quá trình làm cổ và lát nữa sau khi làm cổ xong thì mình sẽ quay lại cho tất cả anh em xem và tham khảo. Toàn bộ cái phần cổ của bạn ấy ngày hôm nay thì là sẽ làm toàn bộ cái cổ của bạn ấy, là sẽ làm toàn bộ bằng inox anh em nhé. Cổ là inox 100% inox, và bây giờ bên mình đang trong cái công đoạn là chế, đang trong công đoạn chế cổ làm sao để cho cái cổ này nó vắt lên cao nhất có thể anh em nhá. Cái kiểu bô này của bạn ấy thì là nó sẽ hơi hơi độc, hơi lạ và hơi khác với những cái dòng cổ khác, với những dòng bô khác một chút xíu. Không phải là một chút xíu mà nó khá khác đấy. Cho nên là bên mình đang mất thời gian để phải chỉnh sửa, phải tỉa tót, phải nắn lại để cho lên chơi cây bô theo đúng như ý bạn ấy muốn. Và những anh em nào mà đang muốn lên cổ này, chế bô này, móc bô này, hay làm tem mát đèn đóm, anh em có thể liên hệ qua cho shop. Bên mình sẽ làm theo yêu cầu của tất cả anh em nhé. Và cũng chia sẻ với tất cả anh em rằng là những cái cây bô mà hiện tại đang treo ở trên những cái dàn này này thì là những cái cây bô mà bên mình làm cho tất cả anh em và gửi đi tất cả cả nước anh em nhé. Đây, ví dụ như cây này, ví dụ như cây bô này. Đây, cây bô này là cây bô Tân Hòa đít tròn kiểu Gossi anh em nhé. Đấy, thì chia sẻ với tất cả anh em là bình thường, nếu như những cây bình thường thì là cái cổ nó sẽ nguyên zin như thế này. Đấy, cổ nguyên zin theo bô là sẽ dùng cho 50cc, dùng cho 100 là cổ nguyên zin như thế này. Nhưng sang đến cái dòng 110 là cái cổ của nó sẽ quằn tà lạp phần hơn, được chưa? Cái cổ nó sẽ quằn tà lạp phần hơn. Đó là bên mình chế cổ rồi và làm móc bô và chế cả tai luôn này. Bên mình chế cả tai cho bạn đi luôn. Đó, xong xuôi như thế này luôn và chỉ phải gửi. Và quay trở lại vấn đề cổ của chúng ta thì cái phần cổ để mà lên cho cây giới đích này này thì là nó khi mà lên trên cổ ấy thì là nó sẽ phải làm sao để cái độ chính xác nó cao, để khi mà lên cái cổ lên cho cái bô đấy thì cái tai bô là nó sẽ phải nằm nguyên ở chỗ kia nhưng mà vẫn đảm bảo được cái độ cong của cái bô khi nó vắt lên cao anh em nhá. Đấy, đó là một cái điều mà anh em đang phải cân đối để làm. Chia sẻ với tất cả anh em là sau khi mà hàn xong xuôi rồi đấy, sau khi hàn xong xuôi thì bên mình sẽ tiến hành là đánh bóng nha anh em nhé. Bên mình sẽ đánh bóng cái chỗ mà anh em mình đã hàn vào, đánh bóng nó đi để cho nó sáng cái điểm đó, nhìn nó đẹp hơn, được chưa? Nhìn nó đẹp hơn. Đó thì sau khi mà đánh bóng xong này rồi tuốt tát lại cái bô đấy cho nó đẹp và mịn màng hơn thì bên mình sẽ lắp lên xe. Sau đó là mình sẽ review cho anh em cái bô đó sau khi lắp lên xe nó sẽ trông như thế nào, và mình sẽ cho anh em nghe thử luôn cái tiếng của cây bô giới đích này luôn anh em nhá. Cây bô này là đã móc rồi anh em nhá. Đó, cây bô này đã móc rồi. Sao nay anh phải chui giúp nhanh trộm gì? Bây giờ là 1 giờ trưa, 1 giờ 11 phút này. Nhỏ thôi, người ta biết người ta ra mà oánh chết hai anh em mình đấy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em một cây bô dế. Trước đây thì bạn ấy đã qua bên shop mình lắp cây bô này. Tuy nhiên thì là cái thời điểm mà bạn ấy lắp ấy thì là bạn ấy cái cây bô thì nó chỉ vách đến tầm này thôi, vách đến tầm này thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì bạn ấy qua thì bạn ấy làm cây bô nó vách hẳn lên trên này. Có nghĩa là nó sẽ dao động khoảng cao hơn khoảng 15 phân, vách cao hơn khoảng 15 phân so với ban đầu. Đấy, thì chia sẻ với tất cả các bạn là cái cây bô này sẽ được nối làm hai khúc anh em nhé, ba khúc luôn chứ không phải hai, tức là ba khúc của bô nối lại là một, hiểu chưa? Ba khúc của bô 1, 2, 3 là ba khúc của bô nối lại để thành một cái cây bô, được một cái cổ bô cho con bô này, hiểu chưa? Và cái xe này là xe quay 110 anh em nhé, còn quay 100 ấy cũng có thể làm được như thế này,
Way 100 cũng có thể làm vách được như thế này nhưng tuy nhiên cái Way của Bo 100 chúng ta sẽ phải cắt báng đi anh em nhé. Chúng mình sẽ phải cắt cái báng đi để cho cái để chân nó vách cao nhất có thể, được chưa? Vách cao nhất có thể. Thì bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng bô của con giấy này anh em nhé. Em ơi, quay đây, ngồi đây. Ơi, ngồi đây. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe thử tiếng bô anh em nhá. Tầm này là hết sức tế nhị. Chưa này. Con này thì là bên mình móc ấm cho bạn ấy nhá. Con này thì là sẽ là móc ấm anh em nhá. Ok chưa? Anh em nhìn này. Và có một cái điều lưu ý đặc biệt với tất cả anh em là riêng cái loại bô này đi thì không bao giờ sợ chết máy nếu như đi vào cái đường ngập nước. Đấy, không bao giờ sợ chết máy vì cái bô nó rất là cao cho nên là nước không bao giờ thể vào đây được. Để cho anh em. Con này nghe ấm cực kỳ luôn, con này nghe ấm kinh khủng luôn. Tầm này bô mà vách cao này mà anh em nào mà đứng ở sau tầm này, anh em mà đứng đúng cái tầm này nó phả đúng thẳng vào mặt luôn, được chưa anh em? Đó thì em ngồi xuống quay góc này nó mới cao này, nhìn nó mới cao. Anh em nhìn này, cái cây bô này ấy, là bên mình thiết kế cho bạn ý theo yêu cầu của bạn ấy nhá. Có là thiết kế theo yêu cầu, bên mình thiết kế theo yêu cầu. Ví dụ như là cây bô này là ban đầu ấy là nó chỉ hơi vách thế này thôi, nhưng mà sau một thời gian bạn đi khoảng đâu đó được khoảng 2 tuần 3 tuần thì là bạn ấy chán ấy, kiểu vách như này bạn muốn vách cao hơn. Vì là trước đó thì là bên mình cũng đã chế cho một bạn vách như thế này luôn. Thì bạn ấy thích, thế là bạn ấy qua số mình và bảo là anh ơi làm cho em một cái bô vách đúng như này luôn. Vách đúng như này luôn. Và ngày hôm nay thì bên mình chế cho bạn cao vách đúng như cái con bô hôm nọ. Và nó ra được kết quả bô như này. Đó thì anh em có thể thấy rằng là cái kiểu bô này vát lên ấy, thực ra anh em mình chơi bô ấy thì mình chơi nghịch mà. Mình thích độ kiểu gì, mình làm kiểu gì mà cảm thấy hay, cảm thấy thú vị thì mình làm. Ăn cho mình, mặc cho người khác, đúng không? Ai chẳng có đam mê và sở thích. Đó thì ngày hôm nay khi mà mình lắp xong xuôi con bô này xong thì mình quay lại cái video cho anh em xem để anh em tham khảo. Em ơi, quay sát sát ở đây anh chia sẻ với tất cả mọi người. Và chia sẻ với tất cả mọi người như này ạ. Ví dụ như bạn nào mà muốn làm bô theo như kiểu như này nhá, thì anh em có thể là thứ nhất là một cái cổ bô nguyên zin 110 này. Sau đó là anh em cắt thêm, kiếm thêm hai khúc cổ nữa, hai khúc cổ zin nữa để anh em chế vào. Ở đây là nó sẽ có hai cổ nha, đây một cái, đây một cái và đây một cái, là ba khúc để chế thành một cái cổ dài ngoằng như này luôn, được chưa? Bình thường nếu như mà cái cổ như kiểu là cổ 304 mà dài ngoằng cho giới đích, cho 110 giới đích ấy, thì là nó sẽ không vách cao được như này đâu. Bắt buộc chúng ta phải dùng cái cổ như này thì mới vách cao được như này, còn cái cổ kia nó sẽ không vách cao được như này đâu anh em nhá. Đó thì ngày hôm nay thì mình quay cái video này để chia sẻ với tất cả anh em về cái cây bô độ này. Anh em nào mà đang thích lên bô, chơi bô Tân Hòa, lên bô GX hay là 2513 Gossi, đèn Zinpass, đèn LED hoặc là tem xe máy thì anh em cứ inbox qua cho shop mình. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Xin chào anh em nhá. Cảm ơn.